nhà nha. Hôm nay em sẽ quay cho cả nhà xem một con máy khoan hiệu Asina nha cả nhà. Asina cao 1 mét, đầu cạp 13 ly nha cả nhà. Tốc độ của máy khoan nè, Việt Nam của mình thì 50 hẹt, chậm nhất là 600 mà cao nhất là 2.500 nha. Hành trình sâu của máy kéo xuống như thế này cả nhà thì được 80 mm nha. Con này thì hiện tại thì giờ nó không có nắp nha cả nhà, nó chỉ bu li như thế này thôi, nó không có nắp bảo vệ trên nha. Bây giờ sẽ khoan thử cả nhà xem nha. Máy chạy rất là im luôn, không nghe tiếng gì luôn. Con này thì em